một điều thôi, là ta sẽ chiếm được xứ sở Vanka. Thời cơ đã đến rồi, để coi ta sẽ bắt đầu từ đầu nhé. Có rồi, lần sinh nhật thứ 10 của công chúa Vanka Ju. Vanka Ju. Chào mừng tất cả mọi người cùng đến với bữa tiệc sinh nhật lần thứ 10 của công chúa Vanka Ju. Ta sẽ tặng cho con một cành hoa của xứ Vanka để chúc nhiều điều tốt lành cho con nha. Dạ. Đây, bông hoa xứ Vanka của chúng ta. Hoàng cung có biến rồi, hoàng tử con trai mà thích chơi bông là sao? Lần ra mới dạy nó đâu. Qua đây, qua đây. Qua bển nhanh lên. Dạ. Đây, ta sẽ cài cho con nha. Dạ. Để chúc phúc cho con gái của ta. Quá đẹp. Hay quá. Hồi nãy giờ mọi người thấy công chúa múa đẹp, nhảy đẹp nè. Nhưng mà hoàng tử của chúng ta cũng múa đẹp, nhảy đẹp không kém đó nha. Đúng rồi, nếu nói về tài năng thì phải nói là công chúa với hoàng tử phải nói là 1, 9, 1, 10. Công chúa 1, hoàng tử 9, 10. Bây giờ xin mời tất cả mọi người cùng chiêm ngưỡng tài năng của hoàng tử Vanka Ju. Vỗ tay. Cái gì vậy? Hôm nay là sinh nhật của con mà. Con mới là người quan trọng nhất, chứ không phải là Vanka Ju. Công chúa à? Công chúa! Mọi người đi lên đi. Con ghét Vanka Ju. Con ghét Vanka Ju. Nước mắt công chúa, biết
sự giận dỗi của công chúa. Hết giận ngay đi, đừng mơ quý. Vì giờ đây con đã có ta. Ô la la, ô la la, ta chính là ta. Bỏ ra ô la đi. It's me. Ủa, mà bà là ai vậy? À, ta là bà Tiên Nhân Hậu. Tiên Nhân Hậu? Ừ. Nào, con muốn cái gì? Nói đi, ta sẽ biến thành hiện thực. Dạ, con muốn con phải là số 1. Ồ, xin lỗi con, số đó của ta rồi, ta không thể giúp được. Vậy thì, trong hoàng cung này, trong mắt mọi người, con phải là người được chú ý nhất, chứ không phải là Van Kakan. Nếu như con muốn đứng nhất, thì chỉ cần Kakan biến mất mà thôi. Bây giờ chúng ta sẽ biến Kakan A thành con Tinh Tinh. Tinh Tinh? Đúng vậy. Tinh Tinh là con gì vậy bà? Ủa con không biết hả? Dạ không. Trời ơi, con Tinh Tinh nó dễ thương lắm con. Nó giống như con cúp bé vậy đó. Cúp bé hả? Mang theo người để đi chơi. Dạ, con thích cúp bé lắm. Ừ, vậy chúng ta làm phép nha con. Đây, con hãy để tay của con lên chiếc cầu ma thuật của ta. Và hãy nói đi điều mà trong lòng con mơ ước. Ta ước hoàng tử Van Kakan sẽ thành... Thành gì con? Thành con Tinh Tinh. Thật là tuyệt vời. Bà ơi, đây là... Đây là con Tinh Tinh. Là em con. Đúng vậy. Không, con không muốn em con bị như vậy đâu. Bà ơi, bà trả lại em cho con đi bà. Muốn sai. Công chúa, chính vì sự ích kỷ, sự ganh tị của công chúa đã khiến em công chúa biến thành Tinh Tinh như thế này đây. Chưa đâu, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi. Coi thêm nè. Hoàng cung có biển, có một con Tinh Tinh lọt vào trong hoàng cung và đang uy hiếp công chúa. Ô bắt con Tinh Tinh lại cho ta. Ô bắt con Tinh lại cho ta. Em ơi đâu, chỉ biết
Em ơi, tha lỗi cho chị đi. Vanka, em về nhà đi. Cha mẹ và chị nhớ em nhiều lắm. Về nhà đi. Mình về nhà nha. Về nhà nha em. Đứng lại. Chạy thôi em. Bip. Nếu công chúa bước thêm một bước nữa thì em công chúa sẽ trở thành tro bụi. Ngon, bước lên. Bước lên không? Bước lên. Tôi xin bà. Bà ấy biến em tôi trở lại thành người. Rồi bà muốn gì tôi cũng làm hết. Tôi xin bà. Yêu cầu của ta đơn giản lắm. Cho ta trái tim của công chúa. Hả? Dám làm không? Vậy thì sao? Ngay từ đầu bà không lấy trái tim của ta mà phải bày mưu hại em ta như vậy. Thì bởi nó phức tạp lắm. Ta cần một trái tim, nhưng mà không phải lấy là được. Một quả trái tim đầy ắp tình yêu thương và phải tự nguyện dâng cho ta thì ta mới trở thành người mãi mãi được, hiểu không? Nó cái vấn đề nó phức tạp vậy đó. Bây giờ đồng ý không? Được, ta đồng ý. Chị thương em quá. Ủa mà sao làm lẹ quá vậy ta? Chắc là tình thương yêu. Nè, làm đi. Ta chờ. Vân ca ca, em nghe chị nói đây. Em phải sống. Em phải sống để trở về mang theo lời xin lỗi đến cha mẹ giùm chị. Em nghe chị nói đi. Em phải lên làm vua. Và khi em lên làm vua, em hãy kể với tất cả thần dân xứ Vanka nghe về lỗi lầm của công chúa Vankaru, để nhắc nhở họ rằng tình yêu thương của gia đình, của anh chị em là thiêng liêng hơn bất cứ điều gì trên đời. Vĩnh biệt em. Dừng lại. Con à, con tin lời bà ta. Công chúa, công chúa. Nếu như bà ta có được trái tim yêu thương thì bà ta sẽ có đủ sức mạnh để cai trị vương quốc Vanka. Nếu công chúa không trao trái tim cho ta thì em của công chúa sẽ chết. Trái tim của ta không thuộc về bà đâu. Trái tim của ta là thuộc về vương quốc Vanka này. Cha mẹ. Hoàng tử, công chúa. Công chúa, con giỏi lắm. Con
mình rồi. Và con đã biết thương yêu em trai của mình. Ta sẽ tự hạnh diện về con quá công chúa ơi. Và ta nghĩ rằng biết đâu sau này một công chúa có thể trở thành người đứng đầu vương quốc Bách Ca. Tôi dạy nữa đó. Chú Toàn thích câu chuyện này được kể dồn dập như một bộ phim vậy, và nó cuốn hút mọi người đi theo câu chuyện của con. Đặc biệt là con diễn ngày hôm nay rất là tốt, đầy cảm xúc. Con thể kéo mọi người theo câu chuyện của con. Và chú Toàn nghĩ đây là một câu chuyện rất là tuyệt vời trong ngày hôm nay. Cảm ơn con. Tim cô Ốc là đang vẫn còn đập thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tim chú nghĩ là hết đập luôn rồi nè. Cái tiết mục quá xứng đáng cho đêm chung kết. Cô có cảm giác giống như cô đang xem một bộ phim hoạt hình của Disney, nhưng mà cũng là một vở nhạc kịch trên sân khấu Broadway vậy. Có cảm giác giống như mình coi một bộ phim hoạt hình của Hollywood vậy đó. Nổi da gà rồi. À không, nổi da ốc rồi chứ. Chú Nghĩa cũng vậy. Coi chú Nghĩa hồi hộp, căng thẳng, không có rời mắt được, sợ coi bên này bỏ sót bên kia. Dòm bên kia xong, còn bên đây cũng hay quá, phải dòm lại bên này. Mà cứ như vậy, câu chuyện này cái mô típ rất quen thuộc, nhưng mà chú Minh Trọng, thầy của con, đã khoác lên nó một cái áo hoàn toàn mới lạ và hấp dẫn. Chúc mừng con với tiết mục đêm nay. Những cái gì mà các cô chú đã dạy con hãy đem cái đó là cái kiến thức của mình. Đây là những cái nền tảng cực kỳ chắc để con thể tiếp tục bước theo con đường mà con đã chọn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần bình chọn của 50 vị giám khảo khán giả tại trường quay. Số điểm của 50 vị giám khảo khán giả dành cho Ái My 9,8 điểm.